ngoài này cơ mà. Bác bị trĩ 10 năm rồi đúng không? Ơn chừng nào phải. Sao cái điểm này lõm hả thầy? Cái điểm này lõm này. Thấy cái điểm sần đấy chưa? Cái điểm sần rồi, những cái điểm này lõm. Đấy không phải bác hội. Đúng cái bác hội. Không phải thầy, sao cái này thấy lõm? Đây à, cho cháu vẫn chưa cảm thấy nhỉ. Đây. Đêm nay mất ngủ hôm nay bao nhiêu người đẹp sờ đầu. Nhưng mà cho em hỏi một chút, tại sao ở xuống dưới này lại lõm thế này? Lõm là nó xoáy, là xoáy. Bằng thì nó mới bị phồng lên, nó bị lồi lên. Cái lõm đấy là cổng đại. Ai người có cả xoáy. Chỗ đây là gọi là xoáy, xoáy, xoáy tóc. Thấy rõ chưa? Thấy rõ điểm lồi chưa? Nhìn thấy là sờ nó lồi lên. Sờ hoặc là dùng xoay giò. Tay nó lồi rồi, sờ nó lồi rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Thầy tìm cho em mà. Em xem em cũng bị chị xem có thấy chị không? Lại chị. Cái bài. Có người thì có chửi mà không ăn thua. Cái gì?